Xin giới thiệu với anh em, đây là hệ thống đèn Daylight chạy hiệu ứng xi nhan Audi A8L của điện xe máy sang thân thiết sản xuất. Hệ thống đây là phiên bản mới nhất 2017. Thì những phiên bản trước thì hệ thống không có sử dụng công tắc phụ, nhưng phiên bản này hệ thống sử dụng thêm một công tắc phụ để bật tắt hiệu ứng. Ở đây. Rồi. Thì lát nữa mình sẽ giải thích cái công tắc phụ này ha. Rồi, bây giờ bật chìa khóa lên nha. Rồi, bật chìa khóa lên có hiệu ứng khởi động nha. Đó, hiệu ứng khởi động là... Rồi, đây là màu đệm mi của xe. Và màu hiệu ứng là màu đỏ. Xe này khách đang lên là đệm mi xanh, hiệu ứng đỏ. Rồi, bóp thắng giùm anh nè. Rồi, đây là hiệu ứng thắng nha. Rồi, thả thắng, xin nhanh nha. Rồi, xin nhanh. Rồi, xin nhanh bên này. Rồi. Rồi, tắt xin nhanh nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về công tắc. Công tắc ở đây thì khi chúng ta nhấn vào á thì đèn sẽ chạy hiệu ứng. Rồi, em nhấn nè. Rồi. Và tổng cộng hệ thống này có 11 hiệu ứng. Có 10 hiệu ứng là chạy bình thường, còn hiệu ứng thứ 11 là sẽ chạy luân phiên 10 hiệu ứng còn lại. Rồi, nếu chúng ta nhấn công tắc thì hiệu ứng sẽ chạy. Và khi nhả công tắc thì hiệu ứng sẽ tắt. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhả công tắc và nhấn lại liền trong vòng 3 giây thì nó sẽ đổi hiệu ứng. Còn nếu không thì nó vẫn sẽ chạy một hiệu ứng duy nhất mà chúng ta cài đặt. Ví dụ bây giờ là đang hiệu ứng chạy xuống này rồi, mời tắt. Rồi, đó, tắt mở liền thì nó đổi hiệu ứng ha. Rồi, bây giờ tắt nhưng mà lâu lâu hay mở. Rồi, tắt giùm. Rồi, đợi một chút. 1, 2, 3, 4. Rồi, mở lại. Rồi, vẫn hiệu ứng cũ nha. Nó vẫn lưu lại hiệu ứng mà chúng ta đang còn sử dụng lúc mà trước khi mà chúng ta tắt. Rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta muốn đổi hiệu ứng thì chúng ta lại tiếp tục tắt và mở lại nhanh. Rồi, tắt mở lại. Rồi, đổi hiệu ứng rồi ha. Tiếp tục. Đổi tiếp. Rồi, tiếp. Rồi, tiếp. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp. Rồi, tiếp. Rồi, này là hiệu ứng thứ 10 nha. Hiệu ứng thứ 10 là hiệu ứng chớp chớp. À, cũng dễ nhận biết. Rồi, bây giờ chuyển hiệu ứng qua hiệu ứng thứ 11 đi. Rồi, hiệu ứng thứ 11 này là hiệu ứng chạy luân phiên. Rồi, các bạn để coi tự nó chạy nha. Đó, tự động nó chạy. Để này để tránh nhàm chán khi chúng ta chạy một hiệu ứng duy nhất ha. Rồi, thế chạy luân phiên ha, nó đỡ bớt nhàm chán khi chúng ta chạy một hiệu ứng. Rồi, chúng ta nhấp nhả đổi hiệu ứng lại, quay về hiệu ứng đầu tiên này. Bật lại. Không, nhấp nhả lại. Rồi. Rồi, nó quay về hiệu ứng đầu tiên này nha. Rồi bây giờ ta tắt đi. Tắt không tắt. Đợi một chút xíu. Rồi tắt nguồn luôn đi. Rồi mở lên. Rồi mở lại công tắc đi. Đó, nó vẫn lưu lại cái hiệu ứng lúc chúng ta hiện tại đang còn sử dụng. Đó. Rồi, đó là ưu điểm của công tắc ha. Rồi, chúng ta có thể bật tắt nhanh hiệu ứng và thay đổi hiệu ứng mong muốn mà không có phải sử dụng công tắc xin nhan rườm rà. Rồi, ok, cảm ơn các bạn.